đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tôm mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ tiếp tục video mỏ nha các bạn ơi. Và mình sẽ bắt đầu tôm mỏ các bạn. Các bạn thấy mình tô điểm. Giờ mình tô mỏ đấy. Các bạn thấy mình tô mỏ quá đẹp không các bạn? Quá là đẹp các bạn. Giờ mình sẽ đi chọn mỏ nha các bạn ơi. Giờ mình sẽ chọn màu xanh nha các bạn ơi. Chọn màu xanh để tô các bạn. Cho nó đẹp, nó sáng sủa. Các bạn nhìn. Vậy là mình đã đi tô mỏ xong nha các bạn ơi. Anh cứ vô tâm tại sao vẫn cứ. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của
của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái tô màu nha các bạn ơi. Dạ, mình sẽ chọn màu để tô những bức tranh nha các bạn ơi. Gì mà gì nhẹ thật đẹp các bạn. Dạ, mình sẽ đi chọn màu nào cho nó đẹp đẹp tí các bạn. Bảo kiến mấy cái bài cây quá các bạn. Anh không thể trở thành một người khiến em anh cứ nhớ mong. Anh mong một mai nắng lên hy vọng. Anh cứ yêu em anh quá yêu vì anh không thể trở thành. Chàng yêu anh cứ vô tâm tại sao cứ xa anh và em dự kiến ta đã hiểu nhau rồi. Anh hay nói nghe đi người đời anh yêu tại anh yêu chính anh người đó tại anh đâu. Đôi lúc giận cơn anh yêu đời anh không còn yêu em. Ngày thôi anh cho về đời em chưa được. Thời mà em như anh đã quen em anh thấy em người. Trong người nói các bạn thấy mưa tô có đẹp không các bạn ơi? Anh cứ vô tâm đại tao vẫn cứ giờ rồi anh và em. Người yêu ơi những lúc anh ở đâu, người yêu ơi anh thấy anh làm sao. Sao bao vấp ngã anh mới nhận ra em là người con gái này. Quái quá các bạn.
Bây giờ mình đã tô màu xong nha bạn ơi. Ok các bạn.